Quân y được chi viện từ Hà Nội đã đáp chuyến bay tới thành phố Hồ Chí Minh, sẽ đến tận nhà chăm sóc F0 ở thành phố Hồ Chí Minh. Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Phó Giám đốc Học viện Quân y cho biết, 300 bác sĩ ở Học viện Quân y đã xuất quân từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ người dân trong giai đoạn siết chặt giãn cách sắp tới. Tổng quân số của Học viện Quân y được điều động vào thành phố Hồ Chí Minh đợt này có 1.400 người, 300 người lên đường ngày 21 tháng 8, 1.100 người còn lại đi vào ngày 23-24 tháng 8. 15:30 ngày 21 tháng 8, chuyến bay đầu tiên đưa lực lượng bác sĩ và học viên quân y hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lực lượng hỗ trợ thành phố phòng chống dịch trong suốt 2 tuần siết chặt giãn cách xã hội sắp tới. 1.400 quân nhân được chia thành gần 300 tổ quân y, mỗi tổ gồm 2 bác sĩ, trên 2 giảng viên và 3 học viên. Khi đến thành phố Hồ Chí Minh, các tổ quân y sẽ cơ động đến các khu dân cư để chăm sóc sức khỏe cho người dân, điều trị trường hợp F0 và làm một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Tại lễ xuất quân, Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y nhắn nhủ đoàn công tác rằng chưa bao giờ người dân thành phố Hồ Chí Minh, người dân miền Nam cần sự giúp đỡ của chúng ta như lúc này. Tướng Quyết yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phát huy kiến thức chuyên môn khám chữa bệnh, đồng thời dành tình yêu thương khi tiếp xúc với người dân. Tối ngày 19 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo dưới sự chỉ huy thống nhất của địa phương, quân đội sẽ chủ trì lo lương thực thực phẩm cho người dân, công an sẽ đảm bảo an ninh trật tự và góp phần an dân. Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết quân đội sẵn sàng triển khai lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng và theo yêu cầu của thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh, trong đó có lực lượng y bác sĩ điều trị tham gia vận chuyển cung ứng hàng hóa tới người dân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.